chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị vạn an và như ý. Kính thưa quý vị, theo tiếng gọi thiêng liêng, theo dòng điển quang, 11 chư thiên vị đến từ 7 tỉnh thành đã được tề tụ về diện kiến cha trời Kiều Nguyên Tá tại núi Dinh Bồng Lai Thiên Cảnh, trong niềm vui sướng, hoan lạc và trong tình yêu thương vô tận của cha trời Kiều Nguyên Tá. Và trong chương trình hôm nay, kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức trân trọng cống hiến đến quý chư thiên vị và quý khán thính giả buổi hội ngộ tâm tình của cha trời mẹ đất cùng các con Phật tiên thánh tại trần gian. Cùng tất cả các con, cha chào mừng hết tất cả các con, những chư vị đã phục vụ bên cha ở trong cái ban biên tập, cũng như các chư vị đã làm những cái công việc ở bên cái Bồng Lai Thiên Cảnh. Hôm nay thì có 11 các con từ 7 nơi. Thì hôm nay chúng ta là nằm ở trong cái số 7. Số 7 nó là cái số của cha trời. Số 9 thể hiện cho cái của mẹ đất. Nó là Cửu Thiên Huyền Nữ đấy. Cửu Thiên đấy, mẹ Cửu Thiên đấy. Đó. Và số 10 thì nó tròn trịa, nó là của gồm chung cả đất trời. Hôm nay cha vui mừng và hoan lạc để cùng với các con tụ hội. Và các con đã diện kiến được cha. Như các con đã theo dõi cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức thì các con đã thấy được cái việc chính là chúng ta niệm bốn cái hồng danh. Việc thứ hai, vị nào còn đầy đủ sức khỏe và còn uống nước lọc được 21 ngày và nằm thở chiêu minh. Cha nhắc lại, đó là cái lễ đối đáp lại với cha trời mẹ đất. Các con không có cần phải nói ra miệng. Tất cả chúng ta đi vào cực đại thanh tịnh, cái phương pháp để cho tiên thánh Phật chưa thành và cái phương pháp của tiên thánh Phật đã thành, để thực hiện bốn cái hồng danh, các con sẽ được tự khai mở, tự biết mình là ai xuống đây, không cần phải hỏi cha. Khi các con đặt lên đỉnh đầu cái hỏi, trong khi các con có chấn động lực á, thì mới có được cái những cái điều câu hỏi đó. Và khi các con chỉ thầm niệm răng kề răng, nghĩ lên ở trên đỉnh đầu, trên cái huyệt bách hội của mình á, hay là đỉnh thiên môn á, các con đạo đạt với cha mẹ, mọi điều gì cha mẹ đều trả lời các con ngay là lập tức, một vài giây. Nếu con nào chậm thì từ 2 phút đến 20 phút, rồi có con nào chậm nữa thì đến 1 tiếng đồng hồ, các con sẽ nhận được cái tín hiệu của cha báo lại tự trong tâm con, hóa ra như là ta hiểu như thế. Vì thế mà mọi cái nghi lễ của đời là chúng ta về, các con về gặp cha và cha gặp các con, không phải dành những cái nghi lễ đời như sửa xưa cho đến trước năm 2019, khi mà cha ra cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, đó là cái phát cái tiếng hiệu lệnh để cho những thân xác của các con là những tiên sắp thành, là những thánh sắp thành, là những Phật sẽ thành tại thế gian, vì cái gốc bổn của các con từ tiên Phật thánh mà ra, cho nên mới nhận được cái tín hiệu của cha và mới sum họp, mới quy tụ. Chứ bây giờ cả 100 triệu người Việt Nam thấy được bao nhiêu? Vì thế mà các con phải vững tin vào cái đức tin của chính các con. Khi các con tin được các con thì các con học bài nó dễ dàng và nó mau chóng. Nó được tiếp nhận cái điển quang của cha trời, của mẹ vũ trụ chớp nhoáng ngay tức thì. Và các con hiểu ra. Không cần phải hỏi một ai, không cần phải khoe khoang với ai, cũng không cần phải đi bàn thảo cái gì cả. Mình ta biết. Chí ta hay. Đó là cái phương pháp niệm bốn cái hồng danh. Nó có cái công dụng, nó có cái công năng ở cái chỗ đó. Thế mà các con nào không chịu niệm, như hôm qua cha phải tiếp bốn vị. Cũng một vị ở Hà Nội, một vị ở Đà Nẵng, một vị ở Sài Gòn, một vị ở Long An. Không chịu niệm bốn cái hồng danh, về đến đây Phật Thiên Đức chỉ bảo cho hai vị không chịu niệm, còn hai vị thì được học thuộc được một câu đầu. Rồi làm sao? Vì tình thương các con, cha lại phải tiếp. Và cha lại phải tiếp thì người cha lại mẩn đen, hút những cái trược khí. Mà bây giờ các con bảo các con thương cha, các con chí hiếu với cha. Không phải các con đi dâng cha tiền bạc ở thế gian. Các chí hiếu với cha là các con dâng lên cha những câu thầm niệm bốn cái hồng danh. Đó là những người con chí hiếu. Và đó mới đích thực là Phật tại thế, tiên tại thế và thánh tại thế. Cho nên cha mừng các con. Các con ở đây trông đều sáng suốt, đều hiểu biết và đều nghe theo cái ý cha mẹ và đã tích cực niệm mấy cái hồng danh. Rồi,
Thế thì bây giờ chào mừng các con. Và hôm nay thì chúng ta hoan lạc hoan ca. Bây giờ các con hiểu, tự hiểu hết rồi, cha nói thế hiểu. Nhưng bây giờ cha muốn nói qua xuyên qua 11 vị có mặt hôm nay để có cái nguyên cớ mà cha nhắc nhở các mọi chư vị ở khắp bốn phương trời, ở trong nước Việt Nam của mình hay ở toàn thể thế giới bây giờ, là cái phương pháp của cha mẹ ban ra để cho các con hanh thông toàn thân xác. Vì các con là thân kim cương rồi, bây giờ có bốn cái câu hồng danh nữa, các con sẽ trở thành kim cang bất hoại. Mà các con ở ngoài hải ngoại hay các con ở nơi xa thì không chịu niệm bốn cái hồng danh và cái pháp đặc biệt, là vị nào còn khỏe khoắn thì hôm nay là cái buổi mà cha nhờ có 11 vị ở 7 địa phương ở trong nước về diện kiến cha tại Bồng Lai Tiên Cảnh Núi Dinh, và cũng sẽ là thánh địa, kinh đô của thánh địa Việt Nam sắp tới đây. Kẻ nào tin thì tin, kẻ nào không tin chúng ta nhẹ nhàng thơ thới, vì chúng ta là trời, chúng ta là Phật, chúng ta là tiên, chúng ta là thánh. Chúng ta không quẩn, chúng ta không còn thì giờ để phải đi năn nỉ ai, để lạy lục ai. Người nào hưởng được thì ấm vào thân, có vậy thôi. Thì đây, hôm nay cái bài mà cha gửi đến cho tất cả các chư vị ở khắp đất nước Việt Nam, Bắc Trung Nam, và cha cũng gửi đến cho tất cả các chư vị ở hải ngoại, năm châu, mà có cái duyên lành, có cái cơ duyên, có cái luồng điển quang dẫn dắt mà nhận được cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức này, hãy tích cực hồng mật niệm bốn cái hồng danh. Tức là mật niệm là thế nào? Niệm không ra tiếng, răng kề răng, và trong đỉnh đầu mình nghĩ bốn cái hồng danh. Và những con nào chưa hiểu được thì có thể gọi về cái đường dây nóng ở trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, người ta sẽ hướng dẫn cho các con. Hoặc nếu ở địa phương đó có những vị nào đã đi vượt qua cái phương pháp niệm bốn cái hồng danh thì các con tích cực mà hành mà làm. Cũng như giờ đây những con đã được kết nối với cha ở bên Zalo và bên Facebook, cha mong rằng các con hiểu ra có cha ở bên cạnh rồi, có cha ở trong châu thân các con rồi. Vì cha là không khí mà, cha là điển quang mà, cha là ánh sáng của vũ trụ mà. Cha không lừa gạt một ai, cha cũng không thể dụ dỗ một ai. Vì pháp của cha là pháp của trời ban ra vào những cái ngày tận cùng của vũ trụ càn khôn. Thường bây giờ ban biên tập đã phải dày công vất vả 2 ngày, 3 ngày trời thâu thập lại các tin tức xảy ra ở trên thế giới về vấn đề thiên tai. Mà các con phải nhớ rằng mới chuyển động có 3 thể, đất, nửa, gió. Nếu còn 2 cái thể nữa là khí và đất. Khi mà mẹ đất quặn mình thay đổi thì loài người, nhân loại có sống còn. Do đó mà bây giờ các con được cái vinh dự, vinh quang về với bên cha. Cha đã nói nhiều rồi, vì cha là không khí, cho nên cha ở cùng với các con. Vì không khí cho nên các con nghĩ suy gì, cha nhận được tín hiệu chớp nhoáng ngay. Cha công trô toàn thế giới, cha công trô từ 36 tầng trời xuống đến 72 tầng đất. Còn được huống chi ở trong cái mảnh đất Việt Nam bé tí tẹo một cái hình chữ S này. Điển quang cha phủ trùm. 3 năm nay tai nạn trên toàn thế giới như thế nào, nhưng nước Việt Nam cũng có, nhưng mà đó là dành cho những người nghiệp lực quá nặng thôi. Còn hầu như tất cả, các con có thấy có yên ổn không? Bão tố như thế nhưng mà cái Việt Nam mình từ Bắc cho đến Nam cũng vẫn cứ nhẹ nhàng. Còn một vài cái chỗ nặng nghiệp thì phải lãnh thôi. Cái nó là cái luật công bằng của vũ trụ càn khôn, cái luật công bằng của trời Phật, của cha mẹ. Và bây giờ tất cả các chư vị Phật từ xưa đến nay không biết đến cha trời mẹ đất, rồi cứ đòi giải thoát. Giải thoát đi đâu? Đình chùa miếu mạo, mọi cái là làm cho những giai đoạn chưa đến cái thời kỳ tận thế. Vì chưa tận thế cho nên chưa có ai phát minh ra và chưa có thể hiểu được mà đưa ra bốn cái câu niệm. Bốn cái câu niệm là niệm cha, niệm mẹ, niệm Đức Phật Di Lặc. Trong Đức Phật Di Lặc có chúng ta, chính chúng ta. Hôm nay các con không khắp nơi 7 nơi đi về đây bằng phương tiện máy bay, bằng phương tiện xe đò hay bằng phương tiện cá nhân thì làm sao các con về đây? Đó là di lạc. Di là di chuyển, lạc là về đây gặp cha thì ăn vui, vui, cười. Bây giờ trong lòng cha, trong lòng các con có phải đồng nhất thể không? Chỉ có nguồn vui, chỉ có niềm vui không? Bà già 85 tuổi rồi, chứ trước đây đã vào gặp cha một lần rồi, xong bây giờ 3 năm sau lại gặp được một lần nữa. Thì tại sao lại gặp? Tại sao có cái duyên lành như vậy? Tại sao cả nước này bây giờ nó đổ dồn về nó tìm cha thì để cha gặp, cho cha lấy sức đâu mà cha tiếp? Cho nên xuyên qua các con hôm nay cha mới nói rằng các chư thiên vị
các con cái của đấng hiếu sinh thì các con phải hiếu tử. Để chỉ mật niệm có bốn cái hồng danh mà không ai không phải đi đình, đi chùa, không phải mất phương tiện, không phải một đồng phúc xương, không phải một cắc cho ai. Đó, thì hôm nay nhờ cái có 11 con. Đó nên hôm nay cha nói to, các con đừng quên thấy cha nói to rồi bảo cha hung dữ, không có đâu. Cha nói to để phát cái chấn động lực. Cái tần số nó phải, cái frequency nó phải chạy chứ, nó phải chuyển chạy chứ, nó mới rung chuyển vào châu thân các con chứ. Không? Thế cái sóng điện cho đài truyền hình cho giết thì phải đi bằng cái sóng chứ. Thế bây giờ chúng ta đi cao hơn, chúng ta đi cái sóng của tiên Phật Thánh, thì cái sóng của ông trời, của mẹ vũ trụ. Thế cha phải nói to, mà ăn to nói lớn đó là cái bổn năng của ông trời, mà người Việt Nam là cái người ăn to nói lớn. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, không? Thế thì cha nói cho tôi, nhưng mà đừng có gào thét lên để thao hơi tổn khí. Ê, nhờ các con hôm nay mà cha nói được ra những cái câu để cha ban giải cho các chư vị là người Việt Nam còn đang ở khắp bốn phương trời, còn ở trong nước Việt Nam thì ở đâu sẽ được cứu đó. Ngoài ra thì có những cái con cha đã kết nối cái Zalo và cái Facebook, nhưng mà đừng có cái lợi dụng cái đó, khi nào rất cần thiết, thật cần thiết. Còn các con cứ đánh máy giải thờ, mắt cha thì 82 tuổi, 83 tuổi, mờ đi. Rồi cứ bắt cha phải đi đọc, mà không trả lời thì bất lịch sự. Mà trả lời thì, rồi cứ bắt thế này mà gõ gõ cái máy tí như thế này thì sao? Rồi mắt nó hoa rồi nó mờ đi. Thì các con ở nơi xa, đánh lễ cha trên đỉnh đầu, nói chuyện với cha ở trong vô vi, cha nhận được hết. Thì mới là cha trời ấy. Do đó, hôm nay xuyên qua các con về hiện diện ở đây, và cha cũng nhân cái dịp mà cần phải nói cho chư vị bốn phương trời, chín phương trời, mười phương Phật là đất nước của ta đấy. Nước ta mới có cái mà các cụ, ông bà cha mẹ ta mới dạy chín phương trời, mười phương Phật. Nước ta mới có nói đến cửu thiên huyền nữ. Đó, rồi nhiều cái tích sử đấy. Nhưng tất cả cái đó nó đã là tích rồi. Nó đã đi vào dĩ vãng, nó trở về cái thời kỳ xa rồi. Bây giờ là cái thời kỳ văn minh khoa học nó phá hoại cái thế giới này vì nó mà bây giờ rác rến khắp ở nơi muôn phương. Cả 400 năm nay cái rác rến đổ ra mặt đất, đổ xuống mặt đất, trôn xuống mặt đất, cái rác rến trôi xuống biển. Rồi làm sao? Tất cả những cái đó bây giờ con người phải lãnh đủ thôi. Vì thế hôm nay cha nhờ có các con, cha nói một vài cái câu chuyện nhắn nhủ đến các chư thiên vị, tức là Phật tiên thánh ở các nơi phương xa. Đã là Phật tiên thánh thì làm việc chớp nhoáng, cái việc gì cứ phải viết, ngoại trừ cái ban biên tập giờ này còn phải viết bằng cái ngôn ngữ bằng chữ Việt thì phải làm việc chứ, thì ban biên tập mới có bài vở đánh lên rồi nói lên rồi lại phát lên bằng chấn động lực ở trên cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, rồi quý vị mới có mà nghe chứ. Đó, thì tinh thần của nó là như vậy. Chào mừng tất cả các con ở 7 địa phương Bắc Trung Nam hôm nay đã tề tựu và có mặt cùng với các chư vị đã về trước để làm cái nhiệm vụ ở trong cái ban biên tập và trong cái ban điều hành cái Bồng Lai Thiên Cảnh. Các chư vị đã dày công dựng lên suốt gần một năm nay. Như các con đã biết, cái biến chuyển của trời đất không chờ đợi một ai cả. Nó đã có ngày, có tháng, có giờ. Trước đây, vào cái thế kỷ 20, thì chúng ta còn chờ đợi. Nhưng mà đến bây giờ, thì không còn cái gì để chờ đợi nữa. Cho nên cái gì nó đến, nó sẽ phải đến. Vì việc đó là việc của cha, mẹ, trời, đất và cộng đồng tam giáo và của tam giáo tòa đã ấn định suốt 9.000 năm để đến cuối thế kỷ 20 và đến đầu thế kỷ 21 thì đã cho một cái ân huệ cho nhân loại loài người để được thêm 20 năm nữa, tức là bây giờ nó cũng đã xây dịch quá 22 năm rồi. Cho nên cha và mẹ không thể chờ đợi được nữa, và cộng đồng tam giáo với các chư thiên 500 vị Bồ Tát làm việc theo lệnh của cha trời, của mẹ vũ trụ đã phải đến giờ phải thực hiện cái công trình mà thiên tạo, địa tạo đã sắp đặt, không một mảy may sai chạch
để chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2023 là Quý Mão, để đón chào một cái thiên niên kỷ mới, một cái kỷ nguyên thánh đức, một cái thiên đàng tại thế gồm toàn những người mới, đất mới và trời mới. Người mới, các chiến sĩ tình thương của cha mẹ đã là những thân xác người ta như bình thường, nhưng bây giờ qua dòng giã 3 năm trời đã tôi luyện để trở thành những vị Phật, vị Thánh, vị Tiên tại thế gian. Và đây là công việc, công trình của tạo hóa, chứ không phải công trình của những bộ óc con người. Vì thế mà cha mẹ giờ này không còn ngôn ngữ của nhân loại, loài người nữa, mà phải thực thi cái thiên vụ đã được ấn định. Vì thế cho nên tất cả các con đã có cái vinh dự và đã có cái trọng trách nhận lãnh cái thiên vụ mà cha mẹ giao. Và kể từ hôm nay, các con sống với một tinh thần là những vị là Phật tại thế, Tiên tại thế và Thánh tại thế. Bởi vì cha không nói đến thần, vì thần là đã được phong rồi, qua từ cái thời phong thần do ngài Khương Tử Nha để phò nhà Châu và diệt nhà Chu. Còn bây giờ thì chúng ta là cái thời kỳ mà dựng nhà Nam, tức là Nam Bang. Đất Việt Nam của chúng ta là đất của Thánh Địa, cho nên đã được thanh lọc, đã được trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm cứ lộn đi lộn lại. Và bây giờ thì nó đã viên mãn, nó đã hành thông. Vì thế các con phải thánh diện. Thứ nhất, thánh diện là Tiên Thánh Phật nhận thiên vụ của cha mẹ trời đất, cha mẹ càn khôn vũ trụ, để các con dẫn dắt cùng với cha, dẫn dắt nhân loại, loài người mới tiến vào Thánh Địa Nam Bang. Chúng ta dựng thiên đàng tại thế và lại chuyển chạy theo một cái chu kỳ không ngưng nghỉ, hết 9.000 năm này lại đến 9.000 năm khác. Do đó mà đến bây giờ các con phải ý thức được, các con không còn là người trần gian nữa. Dù là những cái xác già 80 năm tuổi, hay cái xác già 90 tuổi, hay những cái xác 70 tuổi, đó chỉ là những các vị trẻ thơ so với càn khôn vũ trụ. Nhưng chúng ta có cái trẻ, khỏe, mạnh ở trong tim óc, vì chúng ta có điển quang. Cái thân thể, cái kim thân của chúng ta đã được lọc lựa qua sau 21 ngày niệm 4 cái hồng danh. 4 hồng danh là một cái bí mật huyền cơ của vũ trụ, và chỉ trao cho người Việt Nam, chỉ trao cho Đức Lạc Long Quân, chỉ trao cho Đức Di Lạc, Tôn Phật, Giáng Trần. Và tất cả các con đều đồng nhất thể như Đức Di Lạc. Vì vậy chúng ta sẽ thực hiện cái nền văn minh điển quang, nền văn minh ánh sáng của vũ trụ càn khôn. Do đó các con phải hiểu rằng cái trọng trách của chúng ta lớn nào, nhưng vì chúng ta từ trong không mà có tất cả, cho nên chúng ta làm được tất cả mọi việc mà những mưu gian kế hùng của các tổng thống các nước Nga, Mỹ, Tàu, Nhật, Pháp, Đức, vân vân không làm nổi. Đó là một cái sự hiển nhiên, mà cái sự lạ lùng từ khai thiên lập địa đến bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu những cuộc bể dâu. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành cái công cuộc bể dâu đó, để rồi chúng ta hoan lạc, chúng ta hoan ca, chúng ta hạnh phúc đời đời vĩnh cửu trong 9.000 năm. Và rồi sau đó chúng ta lại tiến tới cái nền văn minh Tiên Đức. Để rồi sau 9.000 năm chúng ta lại tiến tới cái nền văn minh Phật Đức, mà đều từ Thánh Địa Việt Nam phát khởi đi. Do đó mà hôm nay chúng ta không cần phải nói năng bất cứ một điều gì. Cha thấy rằng cha có đã 3 năm nay, cha đã đủ ngôn ngữ, cha đã đủ mọi cái. Và bây giờ thì phân biệt trắng ra trắng và đen ra đen. Không có còn vịn vào, không có đem ông Hắc Bì Phật Tổ, không còn đem ông Thái Thượng Đạo Tổ, không còn đem ông Huyền Không Cao Thượng Đế ra lòe thiên hạ. Có hiểu gì về những cái ngài, cái vị đó đâu.
Đức Ngô Minh Chiêu đã cho ra để ngài mở đường, ngài dọn đường cho cái tam giáo quy nguyên, ngũ tri hiệp nhất, nhưng nằm ở trong cái cao đài giáo cũng chẳng hiểu cái gì, cho nên cứ vin vào cái cớ không có điển quang, cho nên phải chạy qua gọi là chạy chữ, chạy đồng, chạy ở trên giống như người ta xay gạo ấy. Rồi cái bút pháp viết ra nó tam sao thất bổn, nó không có đúng. Rồi đến cái thời kỳ có Đức Phật Thầy Tây An ra, vì thời cơ chưa đến, chưa phải đến năm 2022, cho nên các ngài cũng là từ cha Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Huỳnh Giáo Chủ, đều từ một cái dòng từ Thượng Đế mà ra, để đi hóa giải cái đạo pháp cho đến từng ngày từng giờ. Do đó các ngài mới ra cái chỉ thờ cái trần điều và không có nhang đèn, nhang khói. Thì đó là những cái tiến trình mà con người làm sao hiểu được. Giờ này phải đi vào kinh Vô Tự Chân Kinh thì mới hiểu được. Vô Tự Chân Kinh là gì? Là phải có điển quang. Cho nên gọi là Vô Tự Chân Kinh. Không cần viết sách, không cần mưu lược, không cần văn bản, không cần thông báo thông chi, mà các vị nào trong bộ đầu và toàn châu thân đã thanh lọc qua cái bốn cái hồng dạy. Rồi đồng thời trong bản thể có điển, trong bản thể có điển thì nhờ cái điển quang đó mới thanh lọc được cái nghĩa địa của mỗi một cái tiểu hồn, mỗi một cái tiểu vũ trụ. Cho nên cái bao tử của các con mới được giải thoát. Các con nghiệp chướng cái này cái kia, gọi là nghiệp. Nghiệp cái gì? Khi là con người thì phải ăn thịt các con thú vật, để cho con thú vật nó được tiến hóa, nó được đầu thai lên. Nhờ có con người, vì con người lúc thời kỳ xưa mới biết niệm Phật, mới biết đi theo các tôn giáo, mới biết chuông mõ đình chùa, thì nhờ những tiếng ê a du hời đó mà đem các loài vật, các sinh vật, các động vật, các thực vật, người ta được giải thoát nhờ cái bản thể của mỗi tiểu thiên địa. Đó là những cái mà hôm nay cha vắn tắt nói lại. Nó là luân hồi nhân quả đó. Nó là luân hồi nhân quả đó. Nó là luân hồi nhân quả đó. Và bây giờ các con có bốn cái hồng danh, các con giải được cái luân hồi nhân quả, vì các con có điển quang, có ánh sáng. Nhờ cái đó mà các con mới dọn sạch được, sạch trơ không một vết hồng trần. Thì chính các con và cha phải đổ những dòng thác lũ để tắm gội kỳ trà cái kim thân của tất cả các con có mặt và hiện diện hôm nay. Giờ này các con mới thấy được rằng chúng ta không cần lễ lạc theo cái lối xưa. Và chúng ta trên đầu ta gặp nhau, chúng ta hoan lạc, chúng ta vui cười, chúng ta gieo vang, nhưng trong bộ óc của chúng ta mới phóng lên tất cả những cái luồng điển quang, cái thanh khí điển, rồi chúng ta mới thấy dạo dực trong tâm hồn. Còn hôm nay, cha cũng muốn rằng các những cái nghi lễ thức thời cổ xưa cũ kỹ các con bỏ qua hết đi. Và hôm nay chúng ta người mới thì phải việc mới, đời mới thì phải có sự sắp đặt mới, trời đất cũng phải mới. Thì trời mới và đất mới phải thanh cao hơn, phải sạch sẽ hơn. Bằng bao nhiêu ngàn năm nay, bao nhiêu cái ô uế đổ vào đất đen, đổ vào lòng biển, nó tất cả mọi cái chôn xuống đất nghĩa địa mà, thì phải gánh chịu hết. Thì đấy, hôm nay ta cũng cùng với các con có một vài cái câu ngắn gọn. Vì cha nói 3 năm nay nó nhiều quá rồi, nhưng mà người ta có thẩm thấu được không? Người ta có hiểu được không? Còn bây giờ thì cha chỉ nói hết cái việc của con người bình thường rồi. Không có làm được cái gì nữa, không có cựa quậy được nữa. Đã đến cái giờ, tất cả những cái cũ phải được cất đi, phải được hủy bỏ, để chúng ta tiến tới cái nền văn minh Di Lạc, nền văn minh điển quang, nền văn minh ánh sáng và thanh khí điển. Do đó, các con nhớ một điều là chúng ta thực thi cái mới, người mới, đất mới, trời mới thì phải làm việc mới chứ. Cứ những việc cũ mềm ra, cứ kinh kệ xong rồi đấu lý, đấu pháp, những cái trò đó nó xưa như trái đất rồi. Những cái kẻ mà không chịu thức tỉnh, không chịu niệm bốn cái hồng danh thì tan xác tan hồn.
nhờ có các con ra nói những cái điều thẳng băng ra để cho Phật tiên thánh đã thành tại thế gian hiểu và nhận lãnh trọng trách, nhận lãnh thiên vụ của mình, và tất cả chúng ta đứng dậy và bắt tay làm việc. Thưa cha và tất cả các chư thiên vị, con là cũng được biết cái kênh của cha ra từ lúc cha bắt đầu, cha kêu gọi từ các thủ tướng về để gặp cha, thì con nghĩ là cha là cao xa lắm, chúng con chắc là không bao giờ được tới để gặp cha. Thâm tâm của con là nghĩ như thế. Trước đây thì không biết là cha trời ở cái cõi nào, không biết nữa. Thế nhưng mà con chỉ biết là cha trên trời thôi, chứ không biết là ở cõi 36 tầng trời hay là 72 tầng đất cũng chả biết cái chi. Thế nhưng mà qua một thời gian con được nghe cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, rồi nghe cha huấn từ, thế nên là con từ từ thì con cũng hiểu ra được là 36 tầng trời, 72 tầng đất và các cõi, các cung các cõi, thì con cũng sơ sơ là nắm là như thế thôi. Thì con hiểu về cái vô vi, về thanh điển, về thanh khí điển, thì từ từ con nghe thì con nghe nhiều lắm, nhưng mà cái trình độ con hiểu thì nó chỉ được có hạn thôi. Thế cho nên là vừa rồi thì là con nghĩ được đến đâu, con nhớ được đến đâu thì con có viết lên để trình cha và các chư thiên vị, thì nó chỉ có dần dạn được như vậy thôi. Cái trình độ của con nó rất có hạn, con ít được học hành, chỉ có đi cảnh thôi. Thế cho nên này là đối với xã hội bây giờ thì cứ là nghe và học hỏi dần dần thì cũng hiểu ra được chút ít. Đấy, thế cho nên là cái trình độ mà hiểu biết thì đúng là chúng con có giới hạn, không hiểu biết rộng rãi được như mọi các chư thiên vị. Cái điều hiểu biết hay không hiểu biết, tại vì nó chưa đến giờ. Cái hiểu biết của con là từ ở trên trời, cái chánh hồn là vị Phật, người ta chưa có đáp xuống. Do đó mà ở đây phân biệt ra con có nghe những mấy cái thông chi mà cho muốn gặp các hàng tổng thống hay thủ tướng ở thế giới. Thật sự mà nói thì tất cả những cái vị đó đều có cái chân mạng để mà cầm quyền ở cái đời, đều sắp đặt theo cái thứ tự lớp lang, không một lời may sai trái. Còn các con lại khác, các con cứ dốt đến tận cùng, nhưng chỉ một sắc la, các con tiếp nhận được cái đại hồn của các con, hòa vào cái đại hồn của cha, thì tự nhiên các con hiểu biết hết. Cho nên chưa đến giờ thì không cho các con nói, không nói được. Đúng cái giờ thì các con nói như dòng gió cuốn và dòng bay. Nó là vậy đó. Những cái các vị nào mà cầm quyền, không cứ cầm quyền ở đâu, trên khắp thế giới này họ cũng đều có cái chức năng của họ, nhưng chỉ có một cái điều là cái đó là về đời, phải có đời để điều hành cái đời. Còn bây giờ cái việc làm này cha và mẹ đã sắp đặt để đến lúc phải quy tụ tiên thánh Phật, mà muốn quy tụ quy thánh Phật thì phải những cái thân xác, tức là kim thân. Các con cũng là kim thân của vị Phật này, vị tiên nọ, vị thánh kia. Thế rồi đến giờ phải quy tụ về, nó phải đồng nhất ở cái chỗ là đều phải niệm bốn cái hồng danh. Thế rồi có những vị chậm thì phải đến 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Có vị đến cả năm mới thấy. Đó là cái thời đại bằng điển quang. Còn trước đây có những vị đi thiền, thiền cả một đời, thiền hết kiếp này sang kiếp kia, có vị nào đắc đạo thì nó là như vậy đấy các con. Vì cái điển quang là để dành cho những người có căn. Vì thế mà có rất nhiều những cái hiện tượng lạ lùng.
thì con cũng là một trong những vị như vậy. Để nói tóm lại là đến ngày đến giờ thì chúng ta nhận được, mà với điều kiện các con phải mật niệm bốn cái hồng danh, ai cũng vậy thôi. Còn những người họ không có căn có cơ thì làm sao họ hiểu được, mà họ không phải việc của họ, làm sao họ về họ niệm bốn hồng danh chi ha. Đó, cho nên nó đào thải, cái luật đào thải thì các con phải thấy rằng 3 năm nay loanh đi còn lại bây giờ còn được đã chắc được 1000 vị chưa, còn trong cái đăng ký của cha giờ này là 73.000 người đăng ký, tức là thường xuyên theo dõi đó, nhưng mà đã chắc được 70.000 vị chưa, nó lại là như vậy thôi. Thì vì thế mà ta mới phải nói rằng à, từ xưa đến nay ta vẫn nói căn của vị này, căn của vị kia đó, thì các con không lạ lùng gì khi mà chúng ta đến ngày đến giờ phải hội tụ cơ, phải vào hội cơ, xong mới tụ lại cơ, rồi mới có người nói cho mà hiểu thì mới hiểu ra, rồi nhiều lần à thì ra thế, rồi mới hiểu được cái chức năng, cái công việc của mình. Thế còn ở đây bây giờ phần lớn còn nhiều con nữa, cha nói rõ ràng thật sự chưa biết cái gì cả. Cho nên về các con phải thay đổi chính bản thân các con, tất cả mấy cái con ở ngoài kia cũng vậy, nghe không? Đó, thì rồi mình phải mật niệm bốn hồng danh và mình phải có ý thức mình tự thay đổi mình, tại vì mình phải hiểu, cha đã cho mình hiểu rồi, mình là tiên, là thánh, là Phật xuống thế. Thì bây giờ có những vị đã thành rồi, họ về làm việc với cha chớp nhoáng, rồi có những vị chưa thành thì phải chịu khó niệm bốn cái hồng danh. Còn những vị nào hôm nay ở bên ngoài rồi đây, cái video này hay cái video hôm qua đã phát, vị nào có duyên mới nhận được xong chớp nhoáng vài ba bốn ngày, sau này các vị còn có những vị về nhanh, 85 tuổi có thế thôi, nhưng mà giờ đây hoát ngộ một cái về chớp nhoáng đắc đạo, tự mình đắc đạo à, mình được tiếp sóng, tiếp cái điển quang, thì cái chuyện đắc đạo đối với các con nó không có cái gì cả. Ngày hôm nay cái chuyện về con, cha trả lời con rồi cho chung mọi người đều được hiểu. Con kính đảnh lễ cha, kính chào các chư thiên vị có mặt ngày hôm nay tại nhà cha. Thì con xin đọc cái lời tâm sự của con. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Cha đưa con xuống trần gian cho học cảnh giả, đắm mê cõi trần, mang bao tội lỗi thất kinh, hơn thua sân giận, tham lam đủ điều. Cuộc đời biến đổi, cuồng quay, từ không đến có rồi lại không. Duyên tình nợ trả, không theo ý mình, hữu vi, hữu hoại, hữu hình, tất cả biến đổi, đi cùng thời gian, con đâu có chịu cảnh này, quyết tâm tìm Phật đường đi lối về. Tại sao lại có lại không? Tại sao vất vả kiếm ăn thiếu hoài? Tại sao hạnh phúc chẳng bền? Tại sao bệnh tật đeo mang con người? Muôn ngàn câu hỏi xoay quanh, chiêm nghiệm thực tiễn, hóa ra tại mình, chỉ có ông Phật là hay, đưa đường chỉ lối, con thay đổi đời, thiền định giữ vững niềm tin, sám hối tội lỗi, âm thầm sửa sai, sống thì chan hòa thẳng ngay, kính trên nhường dưới, đạo tâm đi đầu, vô vi xoay chuyển thật nhanh, đổi đời đổi cảnh thật hay, quy không tất cả được thay đổi liền, con đã hạnh phúc từ đây, nương tựa cha mẹ con xây đường đời, phá mê phá mọi chông gai nghiệp chướng, tám chữ vàng hộ vệ thân con, từ bi bác ái tha thứ và yêu thương, dũng mãnh vào đời, sống chỉ làm gương, kiên định sáng suốt khi gặp quỷ ma, phá mê phá chấp tâm không chỉ lối. Đã 10 năm nay con sống như thế, đến khi cha trời hóa hiện trần đời, vô vi xoay chuyển con đã gặp cha, có hình có tướng oai nghi đạo mạo, âm ba vang xa lời ca tiếng hát, triết lý cao siêu văn minh khoa học, gần gũi yêu thương bao dung độ lượng, phá mê phá chấp dạy các con khờ, mới 3 năm cha lập thiên đàng, hàng con hiếu tử quy về chầu cha, hơn 70.000 cùng cha quy tụ, xây dựng thiên đàng ở tại trần gian, cha ban điển quang, con nào chịu học, tự hành, tự tu, tự chứng, không mất tiền bạc, không mất thời gian, chỉ học pháp cha đơn giản, vi diệu, 21 ngày khử trược lưu thanh, 1 lít nước buổi sáng rồi nằm thở, buổi tối hít thở như buổi sáng,
luôn miệng luôn niệm bốn hồng danh trụ đỉnh đầu, tâm thanh tịnh không nghĩ vẩn vơ. Đúng như thế rồi ai cũng thành Phật, sống cuộc đời vạn an và như ý. Ai muốn học và sống sót kỳ ba, hãy theo tôi cùng học và hành, để giống cha và như cha không khác, sống bình đẳng văn minh hiện đại. Để biết nhiều phải tự tìm và học, kênh cha mở 3 năm 800 bài hơn đã có, không ai cứu được ai tận diệt kỳ ba này. Cảm ơn cha mẹ Phật trời, con nay sung sướng quy không tròn đầy, điển quang ánh sáng giúp con tỉnh hồn, biết được kiếp trước kiếp sau, biết thân ngọc quý con luôn giữ gìn. Đấy là con cha Ngọc Hoàng Thượng Đế kính bút ạ. Chào mừng con. Chương trình của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý chị thiên vị và quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Để video này được lan tỏa đến muôn người, quý vị hãy ấn vào nút like, thích bên dưới video và đặc biệt là hãy nhấn vào nút đăng ký để cập nhật liên tục các video mới nhất của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.